Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt bộ thiết bị cửa tự động ray dài là 4m. Thì các bạn thấy hay thì nhớ bấm cho mình một like ha. Rồi bấm đăng ký kênh để xem thêm nhiều clip tiếp theo của mình. Rồi bạn nào mà có quan tâm, bạn nào mà có lắp thiết bị cửa tự động thì nhớ bấm lưu clip này lại ha. Để sau này các bạn muốn xem lại clip thì các bạn dễ tìm được clip để xem ha. Nhớ bấm lưu clip lại á, thì đó cũng là cái cách để sau này mình tìm được cái clip cho nó dễ ha. Rồi sau đây mời các bạn cùng xem clip của mình. Thì hôm nay mình lắp đặt bộ cửa tự động ray dài 4m. Thì đây đầu tiên mình khoan cái lỗ này để xỏ dây điện. Khoan cái lỗ để rút dây điện vô. Khoan lỗ bên trên nữa để xỏ dây điện xuống luôn. Bao luôn. Ngay cạnh dưới luôn. Chạy ra thì vô vòng vòng đúng không? Đó là cơ hội là canh me rồi. Chỉ người ta kêu cái này là vệ sinh. Chỉ người ta kêu này là vệ sinh. Khách đú. Rồi hôm nay mình tiến hành mình lắp đặt bộ thiết bị cửa tự động ha, ray dài là 4m ha. Rồi giờ lắp đặt quay lại cho anh em xem. Thì hàng này trước khi mình gửi cho anh em thì mình đều lắp đặt ha, đấu nối kết nối các kiểu xong hết rồi ha. Thì về anh em lắp đặt lên rất là dễ ha. Giờ anh em chỉ việc treo cái máng này lên rồi anh em treo hai cánh cửa lên, bật điện nguồn lên là xong ha, rất là đơn giản, rất là dễ ha, không có gì khó hết.
Đây lưu ý cái dây màu xanh thì cầm vô trong cái giắc màu xanh nè. Dây màu đen này nè thì cầm vô trong cái giắc màu đen này nè. Đây là cảm biến an toàn nè, cái này mình quấn băng keo lại nè để hồi mình test cửa. Hai cảm biến an toàn này lúc nào nó cũng phải nhìn nhau hết trơn á thì cửa nó mới đóng lại được. Còn hai cảm biến này nó không nhìn nhau á thì cái cửa nó sẽ không có đóng được lại được ha, nó chỉ mở ra mà không đóng lại được. Còn đây là mình tiến hành mình đấu cái con mắt để đóng mở cửa. Trên con mắt nó có ký hiệu cho mình nè. Rồi đây là hai con mắt để đóng mở cửa. Ở đây mình có thể con mắt này mình có thể điều chỉnh góc mở nó gần hay xa nè, tùy ý mình. Đó. Thì có thể xoay qua xoay lại tùy ý mình ha. Còn đây cái nút trắng này dùng để chỉnh cái độ nhạy của nó nè. Dù nhạy quá thì mình sẽ tăng giảm tùy theo ý của mình ha. Canh vừa thôi là được. Còn đây là cái cục chặn hành trình nè, cục chặn đóng mở cửa nè. Mình sẽ có hai cục chặn, một cục nằm chính giữa với một cục nằm ở ngoài bìa. Chính giữa là để chặn cửa lúc nó đóng lại. Ngoài bìa là chặn lúc nó mở ra. Rồi đây là bánh xe nè. Rồi đây là cái bát để bắt dê coro. Ê hay là muốn nháp? Không, gắn luôn. Rồi gắn luôn phải không? Dư dây nè, cắt bớt khúc đi, cắt bớt khúc dây coro đi.
đây. Lúc này á, cái bát này mình sẽ nhả hết cỡ rồi để hồi mình tăng đơn. Bây giờ mình sẽ kéo căng dây coro lên hết cỡ luôn, mình xíu cái bát này lại. Đợi giờ sẽ tiến hành tăng dây coro. Chưa tăng dây coro nè. Miếng nữa. Rồi. Cục này là cục chặn hành trình lúc mà cái cánh cửa nó mở ra nè. Sáu khỉ. Đây là bộ thu của remote. Mình lắp là tới đây mình xuôi hết một con ấy luôn. Đây là cấp điện nguồn. Quay cái tay không?
Lúc này cửa tự động học hành trình nữa các bạn. Đây lúc này mình đúng chiều đúng không? Rồi đảo chiều. Lấy tay quay liền là biết à. Đây lúc mà cửa nó ngược chiều thì mình có chữ LR nè, mình đảo chiều. Rồi xong mình sẽ tiến hành mình tắt nguồn. Mình cho học hành trình lại. Nguồn có không tắt đây mà. Học hành trình là gửi cho tiến hành nó đóng lại. Cái bát này bữa sau bỏ ở đây nha. Đúng không? Bát phụ nằm đó. À. Rồi giờ thử kiểm tra tín hiệu nè, đó. Khi có tín hiệu qua qua cửa đầu mở ra. Rồi thời gian đóng là 1 giây, 2 giây nè, mới có 1 giây, 2 giây là đóng rồi. Thế là mình tiến hành mình sẽ chỉnh cái thời gian để nó đóng. Rồi khoảng 4-5 giây là cũng ok. Cho nó thêm tí xíu, xa thêm tí xíu nữa cũng được. Xíu thôi. Thêm giây nữa cũng được. Rồi kiểm tra coi giảm tốc của nó ok chưa. Chỉnh giảm tốc rồi lại. Nhả nhích một xíu rồi được rồi. Năm giây ok rồi đó. Rồi kiểm tra giảm tốc nó như thế nào. Giảm tốc sao quá không hay là được. Nó có giảm tốc đóng, giảm tốc mở, nó sao lúc chỉ luôn rồi. Chỉnh cái kia lại đi để test cửa xong rồi đã. Chỉnh cái thời gian á. Thời gian cho mở ra đóng, nó đóng lại liền đi để mình test cho xong. Cũng được phải không? Đóng lại cũng tạm được phải không? Được phải không? Ok chưa? Còn gì nữa không? Độ giảm tốc á, độ giảm tốc cần chỉnh thêm không? Rồi vậy được hả? Đóng mở ok rồi đó, giảm tốc có thứ ok rồi đó. Thời gian lúc nào mình cũng mặc định nó 5 giây nha. 5 giây người ta rất là dễ xài.
Rồi như vậy là mình đã tiến hành mình quay xong một cái bộ cửa kính tự động. Anh em có nhu cầu lắp đặt thiết bị cửa tự động thì cứ liên hệ mình, mình sẽ đấu nối sẵn như vậy nè, mình gửi cho anh em thì anh em làm rất là dễ. Cái nào anh em không biết thì cứ gọi video với mình để mình hỗ trợ anh em ha. Cái này mình giao hàng toàn quốc luôn. Rồi cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại anh em ha, ở clip sau ha.